Chào các bạn, sau đây là bài rap được mang tên Chiếc Cà Vạt, dùng để kể lại một kỷ niệm nhỏ giữa tôi và người em chiến binh tí cọp ha. Go. Hôm nay là sinh nhật của tôi nên thằng tí tặng tôi vài món quà. Đó là chiếc cà vạt cùng chiếc hộp nhỏ nằm ở xa xa. Nó trói tôi lại giữa nhà, rồi lời thách thức đưa ra: nếu mà tôi có thể thoát thì sẽ nhận được chiếc hộp có 200k. Trò này vui quá à. Nhưng mà anh xin lỗi, chiếc cà vạt này hơi lỏng và cách mà em thắt nút cũng làm cho anh thất vọng. Thất vọng lắm luôn tí à. Ba cái trò con nít hay chơi từ lúc em còn chưa sinh ra đúng mà. Hả? Hôm nay là sinh nhật của tôi nên thằng tí tặng tôi vài món quà. Đó là chiếc cà vạt cùng chiếc hộp nhỏ nằm ở xa xa. Nó trói tôi lại giữa nhà, rồi lời thách thức đưa ra: nếu mà tôi có thể thoát thì sẽ nhận được chiếc hộp có 200k. Trò này vui quá à. Nhưng mà anh xin lỗi, chiếc cà vạt này hơi lỏng và cách mà em thắt nút cũng làm cho anh thất vọng. Thất vọng lắm luôn rồi tí. Ba cái trò con nít anh chơi từ lúc em còn chưa sinh ra, tới giờ này em mới chơi hả? Hả?